Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 2. Hội đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam tổ chức gặp mặt đầu xuân 2023. Sôi động thị trường quà tặng Valentine. Những bức phong ảnh sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, sáng qua, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang, đại diện lãnh đạo sở ban ngành cùng hơn 250 hội viên là con em Thanh Hóa sinh sống tại Quảng Nam tham dự. Buổi gặp mặt là dịp để bà con đồng hương gặp nhau, ôn lại truyền thống keo sơn trong đấu tranh chống Mỹ cứu nước, triển khai chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam 1998-2023. Trên tinh thần chia lửa trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người con Thanh Hóa đã tình nguyện vào Quảng Nam chiến đấu và đã có khoảng 1.340 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên mảnh đất Quảng Nam. Sau giải phóng, nhiều cán bộ chiến sĩ tình nguyện ở lại Quảng Nam xây dựng cuộc sống mới. Nhằm ghi nhận mối quan hệ mật thiết giữa hai tỉnh, năm 1960, Thanh Hóa và Quảng Nam tổ chức chương trình kết nghĩa. Hội đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 1998, đến nay tròn 25 năm. Hiện nay trên địa bàn Quảng Nam có hơn 3.000 người con Thanh Hóa đang sinh sống, trong đó Ban Liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa mới tập hợp được hơn 350 hội viên ở các địa phương trong tỉnh tham gia sinh hoạt. Trong 25 năm qua, Hội đồng hương Thanh Hóa đã duy trì hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa Quảng Nam và Thanh Hóa, như đóng góp xây dựng nhà bia tưởng niệm những người con Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam, đúc chuông kỷ niệm đặt tại khu di tích Lam Kinh thời Hậu Lê. Từ khi thành lập đến nay, hội đã vận động hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 300 triệu đồng cho hội viên khó khăn, thường xuyên thăm hỏi tặng quà, trao học bổng cho các cháu con em Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong học tập với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, hưởng ứng cuộc vận động chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bà con Thanh Hóa cũng góp trên 50 triệu đồng cho tỉnh Quảng Nam. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang cũng trân trọng ghi nhận tấm lòng của những người con Thanh Hóa trong kháng chiến chống Mỹ, cũng như những đóng góp của bà con trong 25 năm xây dựng và phát triển Quảng Nam. Đồng thời mong muốn thời gian đến, Ban Liên lạc và những người con Thanh Hóa hiện đang công tác và sinh sống tại Quảng Nam tiếp tục gìn giữ vun đắp mối quan hệ tình nghĩa keo sơn Thanh Hóa Quảng Nam, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế của hai tỉnh. Tại huyện Nam Giang, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Nam Giang tổ chức chương trình nghệ thuật tuyên truyền cải cách hành chính chuyển đổi số. Chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục, múa hát đặc sắc về tình yêu quê hương đất nước. Đặc biệt, các diễn viên đã mang đến cho bà con vùng cao Nam Giang những tác phẩm hài kịch, dân ca, lồng ghép khéo léo với các kiến thức về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong đó, lột tả, lên án những biểu hiện tiêu cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời chỉ ra những lợi ích của việc đẩy mạnh cải cách hành chính đối với người dân doanh nghiệp. Thông qua chương trình, góp phần tuyên truyền kịp thời chủ trương chính sách về cải cách hành chính đến với người dân tại huyện miền núi Nam Giang, qua đó giúp họ hiểu hơn về luật cải cách hành chính, quyết tâm của Đảng Nhà nước trong công cuộc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thông qua đẩy mạnh cải cách hành chính trong tình hình mới. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các địa phương trên địa bàn huyện Nông Sơn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ sau Tết đến nay, các địa phương, hội đoàn thể, trường học trên địa bàn huyện Nông Sơn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như các chương trình văn nghệ mừng Đảng đón xuân, bóng chuyền nữ, bóng đá nam, đua thuyền, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến tham gia thi đấu và cổ vũ. Chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đầu xuân được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho người dân, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo mối đoàn kết, không khí vui tươi, khí thế thi đua sôi nổi, động viên nhân dân tích cực học tập, lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện trong năm mới. Thực hiện thông báo số 03 ngày 19 tháng 1, 2023 của Ban Chỉ đạo về xây dựng và phát triển vùng Tây tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 nhóm vấn đề chính về phát triển miền núi.
Ba nhóm vấn đề chính về phát triển miền núi gồm phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất, các nhiệm vụ nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước được phân bổ cho các chương trình, dự án chính sách của trung ương và địa phương, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Các sở ban ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xem xét giải quyết các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ về xây dựng và phát triển vùng Tây theo thẩm quyền. Trên cơ sở các nguồn lực hiện có từ các chương trình, dự án, chính sách và huy động xã hội hóa đầu tư, từng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng lộ trình thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết số 12 của tỉnh ủy, cụ thể theo từng năm, đến năm 2025 và 2030. Trong đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu và 10 chỉ tiêu gắn với việc triển khai thực hiện 5 nhóm dự án quan trọng tại vùng Tây đến năm 2025. Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Hội An cho biết, gần đây trên mạng xã hội và tại các chợ thuộc địa bàn thành phố Hội An, người dân đang công khai chia sẻ thông tin về việc rao bán cá mập đầu búa, cá nhám. Theo quy định về quản lý và bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, cá mập đầu búa, cá nhám chỉ được khai thác cho mục đích nghiên cứu khoa học, bảo tồn. Mọi hành vi khai thác, tàng trữ và mua bán trái pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính lên đến 30 triệu đồng. Trong một số trường hợp sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt lên đến 15 năm tù. Đây là các loài thuộc lớp cá ruộng, điển hình như cá mập đầu bạc, cá mập đầu búa lớn, cá mập đầu búa trơn, cá mập đầu búa vây trắng, cá mập trắng lớn. Thuộc nhóm bị đe dọa và nằm trong danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ. Việc quảng cáo rao bán các loài thủy sản nguy cấp quý hiếm như cá mập đầu búa trên các phương tiện điện tử là vi phạm pháp luật. Theo quy định về quản lý và bảo vệ loài thủy sản nguy cấp quý hiếm, cá mập đầu búa, cá nhám chỉ được khai thác cho mục đích nghiên cứu khoa học, bảo tồn. Mọi hành vi khai thác, tàng trữ và mua bán trái pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính lên đến 30 triệu đồng. Trong một số trường hợp sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 15 năm tù. Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Nam, tập đoàn Thaco đang có nhu cầu tuyển sinh học nghề tại trường cao đẳng Thaco để cung cấp nhân lực cho tập đoàn và tuyển dụng lao động làm việc ở Chu Lai, Lào, Campuchia. Thaco tuyển dụng lao động ở nhiều ngành như lắp ráp ô tô, cơ khí, may, logistics, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Nhu cầu của Thaco cần là 4.000 người đi nước ngoài và 1.200 người làm việc tại Chu Lai. Cùng với Thaco, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, 15 doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam cần tuyển dụng trực tiếp và gián tiếp qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh với trên 7.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng tuyển sinh người học nghề. Các ngành nghề tuyển dụng gồm may mặc, da giày, cơ khí, nhân viên bán hàng, nhà hàng khách sạn. Thưa quý vị, dự án xây dựng hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn có tổng vốn đầu tư 382 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó chi phí xây lắp khoảng 255 tỷ đồng. Đến nay, công trình chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại cho dân gặp nhiều trở ngại. Hiện nay dự án còn lại 8,9 hectare trong phạm vi lòng hồ và kênh tưới chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Đến nay, ban quản lý dự án đã thực hiện lập và niêm yết công khai 5,4 hectare đủ điều kiện phê duyệt phương án, nhưng huyện Quế Sơn chưa phê duyệt do dự án chưa cấp vốn bồi thường. Phần diện tích còn lại 3,5 hectare do giải quyết tranh chấp, cấp đất trồng lấn. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, do phạm vi ảnh hưởng của dự án hồ Lộc Đại lớn, số hộ bị ảnh hưởng nhiều, nguồn gốc đất phức tạp, dẫn đến khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình. Hồ chứa nước Lộc Đại bao gồm các hạng mục công trình đầu mối có dung tích hữu ích 4,4 triệu mét khối nước, hệ thống kênh bằng bê tông cốt thép có tổng chiều dài hơn 13 km. Sau khi hoàn thành, hồ chứa nước Lộc Đại sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới cho 500 hectare đất canh tác, trong đó có 350 hectare lúa hai vụ, 150 hectare đất màu thuộc hai xã Quế Hiệp và Quế Thuận, huyện Quế Sơn. Công ty Điện lực Quảng Nam đề ra mục tiêu năm 2023 hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng được giao, trong đó chú trọng thực hiện tốt nhất các dịch vụ điện phục vụ khách hàng. Năm 2022, Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dịch vụ khách hàng, thực hiện điện thương phẩm 2 tỷ 433 triệu kWh, tăng 9,2% so với năm 2021. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 3,24%, giảm 1% so với năm 2021. Công tác cấp điện mới đã giải quyết được yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời và nhanh chóng.
thời gian cấp điện hạ áp bình quân là 1,2 ngày, giảm 0,9 ngày so với năm 2021. Thời gian cấp điện trung áp thực hiện bình quân 1,64 ngày. Một số chỉ tiêu khác thực hiện khá tốt như tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 83,6%, tăng 5,6% so với kế hoạch. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng tăng 10%. Công ty đã phối hợp giải quyết tốt và xử lý triệt để gần 92.000 yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tiết kiệm được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 49.170.000 kWh điện, chiếm 2% điện thương phẩm. Công ty Điện lực Quảng Nam phấn đấu năm 2023 hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hoàn thành điện tử hóa hợp đồng mua bán điện, tổ chức vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống đo xa, cung cấp đầy đủ dữ liệu về đo đếm cho khách hàng, cảnh báo kịp thời cho khách hàng về các vấn đề bất thường về sản lượng điện tiêu thụ, đẩy mạnh vận động khách hàng thanh toán tiền điện tự động, giải quyết kịp thời yêu cầu của khách hàng. Thưa quý vị, dự báo nền kinh tế sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2023. Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất nhiều giải pháp về giảm, gia hạn thuế phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất mặt nước năm nay như mức áp dụng trong năm 2022, tức là giảm 30%. Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định. Thưa quý vị, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt hai đối tượng, thu giữ hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, sau thời gian điều tra theo dõi, tối ngày 8 tháng 2, lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng Hà Công Hải, sinh năm 1975, trú tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, phát hiện đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 99 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã mua số ma túy này từ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1991, cùng trú tại phường Đồng Phú. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn, cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ hơn 12.300 viên ma túy loại hồng phiến, 15 triệu đồng tiền mặt và các tang vật liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ tình nhân 14 tháng 2, thị trường tặng quà năm nay được đánh giá sôi động hơn năm trước. Thời điểm này, ghi nhận trên tuyến phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, các tiệm vàng trang sức cũng khá tấp nập người mua. Những chiếc nhẫn, những sợi dây chuyền bằng bạc hay vàng Ý cũng là sự lựa chọn hấp dẫn mà phái nam dành cho một người yêu thương của mình. Thưa quý vị, đào tạo nghề, giải quyết việc làm là giải pháp căn bản để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là chìa khóa để các địa phương mở những nút thắt lâu nay trong việc thực hiện mục tiêu ổn định và nâng cao đời sống của người đồng bào miền núi, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Trung tâm dạy nghề thanh niên tỉnh Đoàn vừa phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đông Giang mở các lớp tư vấn định hướng nghề, việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Theo đó, Trung tâm tư vấn các nhóm nghề việc làm phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu lao động tại xã Ba, xã Tư và thị trấn Prao, đồng thời khảo sát hướng dẫn các thủ tục tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, trung hạn đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp. Với cái chương trình xuất khẩu lao động ấy, thì mỗi năm là người Nhật họ chỉ lấy từ 18 đến 35 tuổi, nhưng hiện tại thì cái thị trường nó mở rộng nhiều hơn thì sẽ lấy tới 40 tuổi. Từ 18 đến 40 tuổi thì đơn hàng 40 tuổi cho các chị, các cô thì nó sẽ là may mặc này. Còn các chú thì nó sẽ đi vào hàng xây dựng rồi. Được biết, dạy nghề thanh niên tỉnh Đoàn đang liên kết với các phòng ban và các doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động nông thôn. Tôi quan tâm để trang bị cho bà con nhân dân, cho những người trong độ tuổi, những cái nghề phù hợp liên quan đến dịch vụ để sau này cho người lao động của chúng ta có được cái nghề nghiệp ổn định. Tại huyện Nông Sơn, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh cũng đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức các lớp đào tạo nghề may cho học viên. Ở lúc đầu tiên là em không biết may, em biết một cái gì hết, nhưng mà được sự giúp đỡ của công ty cũng như các anh kỹ thuật viên là chỉ tận tình từng xíu. Nên từ cái công đoạn thẳng và đánh rất cái bo cam là em đã hoàn thành tất. Và nay là em đã tăng nghề, nói chung là tự tin lắm rồi. Huyện Nông Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội của huyện và trực tiếp là cái trung tâm dạy nghề của nông dân tỉnh Quảng Nam. Và chúng tôi đã phối hợp và thực hiện được nhiều cái lớp đào tạo lao động cho lao động nông thôn tại địa phương. Trong đó thì có trên 14 lớp đào tạo các cái nghề phi nông nghiệp với giải quyết lao động gần 600 lao động và 28 lớp nghề nông nghiệp giải quyết cho gần là 1.000 lao động. Nhờ làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là khu vực miền núi của tỉnh, đã góp phần tích cực tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, xây dựng miền núi phát triển hơn, đồng thời tạo chuyển biến nhận thức cho bà con trong việc học nghề, lập nghiệp để hướng đến mục đích cuối cùng là phát triển của kinh tế hộ gia đình, thoát nghèo bền vững. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, hơn 5.600 tòa nhà đã bị phá hủy sau trận động đất và dư chấn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số những thiệt hại này, có nhiều khách sạn tuyệt đẹp, tòa nhà lịch sử tại các thành phố gần tâm chấn. Những hình ảnh được chụp lại trước và sau trận động đất cho thấy sự khốc liệt và tàn phá kinh hoàng của thảm họa thiên nhiên lần này. Nhà thờ Hồi giáo Jenny. Đây là hình ảnh cho thấy di tích nhà thờ Hồi giáo Jenny được chụp hồi tháng 6/2020 và sau trận động đất ngày 6 tháng 2. Sau động đất, di tích lịch sử này chỉ còn là đống đổ nát, khách sạn Asa của Thổ Nhĩ Kỳ, điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước trước và sau, bị phá hủy do động đất. Một lâu đài có niên đại hàng nghìn năm đã bị hư hại nghiêm trọng tại thành phố Gaziantep, gần tâm chấn của trận động đất đầu tiên. Gaziantep cũng là nơi sinh sống của khoảng một nửa triệu người tị nạn Syria. Các công trình khác ở thành phố Gaziantep giờ cũng chỉ là đống đổ nát. Nhà thờ Latin ở Iskenderun, thành phố lịch sử của Alexandretta thuộc tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, bị hư nặng nề do trận động đất làm rung chuyển khu vực. Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid của Mỹ mới đây xác nhận chính phủ nước này sẽ áp dụng hình phạt đối với các công ty dược phẩm có mức tăng giá chương trình chăm sóc sức khỏe và y tế vượt quá tỷ lệ lạm phát bắt đầu từ năm 2025. Trung tâm trên đã ban hành hướng dẫn ban đầu về triển khai một điều khoản trong đạo luật giảm lạm phát, theo đó sẽ phạt các nhà sản xuất dược phẩm tăng giá nhanh hơn so với lạm phát. Các công ty tăng giá cao hơn tỷ lệ lạm phát sẽ phải trả cho Medicare phần chênh lệch dưới hình thức giảm giá. Những công ty không thanh toán khoản chênh lệch sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt bằng 125% số tiền chênh lệch. Medicare bắt đầu thanh tra việc tăng giá đối với thuốc Medicare loại B từ tháng 10 năm ngoái. Mức tăng giá đối với 50% số loại thuốc được Medicare chi trả đã vượt quá mức lạm phát tính từ năm 2019 đến 2020, trung bình là 1% mỗi năm. Và khoảng 30% trong số này có mức tăng giá hơn 7,5%. Đến với châu Tự Trị, tay sông Bản Nạp của dân tộc Thái ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, một trong những địa điểm mang đậm tính đặc trưng mà du khách không thể bỏ qua, đó là chợ đêm Tinh Quang. Chợ đêm Tinh Quang được thành lập vào tháng 10/2013, hiện là chợ đêm lớn nhất khu vực Đông Nam Á với diện tích khoảng 3.300m² và số lượng các sạp hàng lên đến hàng nghìn. Các chủ sạp hàng là người bản địa, người từ các địa phương khác của Trung Quốc đến tay sông Bản Nạp làm ăn buôn bán, thậm chí có một số chủ sạp hàng đến từ nước ngoài. Thời gian hoạt động chợ đêm chính thức là 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Nhưng ngay từ buổi chiều đã có rất nhiều du khách đến chợ tham quan và khi màn đêm dần buông xuống, chợ đêm Tinh Quang dần đông đúc náo nhiệt hơn, lung linh hơn. Chợ đêm Tinh Quang chủ yếu bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang phục dân tộc, trang sức đá quý và các món ăn đặc sắc không chỉ của Trung Quốc mà còn của một số nước Đông Nam Á mang đậm văn hóa các vùng miền khác nhau. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, trung tuần tháng 2 hàng năm, pháo đài của San Carlos de la Campana của Cuba lại đón độc giả đến với hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 31. Đây là sự kiện văn hóa thường niên tại đảo quốc Caribe nhằm tôn vinh văn hóa đọc cũng như giới thiệu các đầu sách hay giá trị cho những người ham mê đọc và yêu sách. Chủ tịch Cuba Díaz-Canel và Phó Tổng thống Colombia Márquez đã tham dự lễ khai mạc Hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 31. Colombia là quốc gia khách mời danh dự của sự kiện năm nay. Khẩu hiệu của Hội chợ sách quốc tế La Habana 2023 tiếp tục là đọc để trưởng thành. Hơn 4.200 đầu sách, 4,2 triệu cuốn sách về các chủ đề khác nhau và 1.300 sách điện tử, kỹ thuật số được giới thiệu tới độc giả.
Đây là cơ hội để quảng bá văn học, văn hóa mang đậm hơi thở của mảnh đất Caribe và khuyến khích văn hóa đọc, đặc biệt là giới trẻ. Ngày hội văn hóa đọc và xuất bản này sẽ kéo dài tới ngày 19 tháng 2 với sự góp mặt của 52 quốc gia, vượt kỷ lục 48 quốc gia ghi nhận năm 2019. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 68 đến 96%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 68 đến 96%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 94%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 54 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 50 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm từ 52 đến 98%, gió nhẹ.